You know I still love you, baby. And you'll never change. 사랑해. Tôi muốn viết cái này lâu rồi và đã nghĩ rất nhiều về nó. Thậm chí tôi còn xem nó như một nguyên lý mà mình đã khám phá ra. Gọi là nguyên lý người rất đông. Thiệt tình, có gì mà nguyên với chả lý chứ? Chỉ đơn giản là người rất là đông. Điều 1. Người rất đông nên thiểu số của nó cũng rất đông. Dạo gần đây, báo chí đưa nhiều tin tức về các vụ cướp giật, tội phạm. Xã hội bây giờ nhiều tội phạm lắm. Đó cũng là câu nói mà tôi hay nghe từ các cuộc chuyện trò trong gia đình hoặc khi tán gẫu với bạn bè. Câu nói đó có đúng không? Đúng chứ. Xã hội bây giờ nhiều tội phạm lắm nên các vụ cướp thường xuyên xảy ra. Từ vụ nhỏ đến vụ lớn, các kênh truyền thông không sợ thiếu tin kiểu này. Chúng ta ra đường cũng phải cẩn thận, tránh đeo nhiều trang sức quý giá dễ rơi vào tầm ngắm của tội phạm. Đúng là như vậy, xã hội bây giờ loạn cả rồi. Tội phạm thì thời nào cũng có, nên từ xa xưa đã có các quan trị an, có lính bổ đầu, bây giờ là tòa án, công an để bắt và trừng trị tội phạm. Tại sao xã hội bây giờ lại nhiều tội phạm? Vì lạm phát gia tăng, vật giá leo thang, cái gì cũng tăng giá, tiền không đủ và bần cùng sinh đạo tặc. Nhưng nhiều là nhiều như thế nào? Tội phạm đầy rẫy khắp nơi. Đầy rẫy là bao nhiêu phần trăm cho xã hội? Đầy rẫy chỉ là một từ tăng tính nghiêm trọng hơn từ nhiều. Và đúng là nhiều thật, đầy rẫy thật. Nhưng đó cũng chỉ là thiểu số của người rất đông mà thôi. Người rất đông nên thiểu số của nó cũng rất đông. Và đã gọi là thiểu số thì chắc chắn không bằng đa số. Tội phạm nhiều thật đấy, nhưng những con người lương thiện, sống tốt vì cộng đồng, những con người năng động có ích cho xã hội, những con người dũng cảm quên mình vì mọi người còn nhiều hơn. Cái ác sẽ bị trừng trị và xã hội sẽ phát triển theo hướng tích cực. Hãy vững tin vào một tương lai tươi sáng. Điều 2. Người rất đông, nhân tài rất nhiều. Núi cao, còn có núi cao. Người rất đông, nhân tài rất nhiều, núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ một câu này cũng đủ để hiểu. Tôi không tự nhận mình giỏi, dù đôi lúc tôi nhận được những lời khen. Tôi tự hào về tôi, nhưng tôi không tự kiêu.
những bài báo đăng tin nhiều người giỏi vô số về mọi lĩnh vực. Lĩnh vực nào cũng có nhân tài. Nhân tài đó cũng là thiểu số của những người rất đông. Nên nhân tài cũng rất đông. Quan trọng là tài nhân đã đóng góp gì cho xã hội. Có tài mà không có đức thì cũng vô dụng. Có tài mà cho mình là nhất sẽ nhận được bài học. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Tôi chỉ là một giọt nước bé tí trong biển người mênh mông, và bạn cũng vậy. Giọt nước sạch góp phần làm cho nước biển trong, nhưng không làm nên biển. Biển tập hợp từ vô số giọt nước. Nước biển đổ từ sông, nước sông đổ từ suối, nước suối đổ từ ao hồ. Mỗi giọt nước đều có đặc điểm riêng, điểm ưu và điểm khuyết. Không giọt nước nào là hoàn hảo. Nước trong còn có nước trong hơn. Điều ba, người rất đông nên người gì cũng có. Số lượng người rất đông nên người chi thì cũng có. Nếu xét về mặt ngoại hình thì có người cao còn người thấp. Nếu có người béo thì phải có người gầy. Có người thì tóc vàng thì cũng có người tóc đen. Có người mặc trái xoan thì cũng có người mặc chữ điền. Vân vân và vân vân. Đố ai kể hết được ra tất cả. Mỗi người có một ngoại hình khác nhau. Các cặp sống sinh nhìn giống nhau, như đục thì cũng có điểm khác. Đã có nhiều bài viết khuyên chúng ta nên là chính mình. Đừng cố thay đổi ngoại hình sao cho giống như thần tượng. Hay gì chiều ý một ai đó dù mình thì không muộn. Nhưng thay đổi để nhìn đẹp hơn thì tại sao lại không chữ. Miễn sao ta vẫn giữ được bản sắc của riêng mình. Đừng để lẫn lộn trong người rất đông. Về phương diện tính cách thì cũng có người hiền và người dữ, người khôn và người ngốc. Có người thì thật thà, có người thì tham lam, có người thì sống tình cảm, có người thì sống lý trí, vân vân và vân vân. Cũng nhiều mà không sao có thể kể hết được. Nhưng dù là người thế nào thì chúng quy vẫn có thể chia làm hai loại, người tốt và người xấu. Mà đánh giới vừa tốt và xấu cũng mong manh lắm. Người tốt có thể trở thành người xấu trong một khoảnh khắc, do tình thế ép buộc hay vì một lý do nào đó.
Người xấu có thể hoang hướng và trở thành người tốt nếu giác ngộ, biết suy nghĩ lại. Đã có nhiều bộ phim có tình tiết như vậy mà phim ảnh cũng là phản ảnh của đời thực. Người rất đông nên mới tạo ra đời, hãy sống sao cho trọn vẹn với đời. Điều 4. Người rất đông, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Vốt bình yên dịch và lồng tiếng và phim Nguyệt Lầu phát hành. Bộ phim Dòng Cơn Ly Biệt, tác giả Quỳnh Giao Lam, người dịch Lâm Sở Khanh, diễn viên Lòng Tiếng, Hướng Dương, Mẫu Đường, Tulip, Dương Sĩ, kỹ thuật Lòng Tiếng, Cúc Đài Đoá. Tập 13. Hay dạ, cái thứ còn dầu như phụ thì cứ làm tôi thất vọng quá đi. Chỉ có một món ăn bình dân đơn giản là gà nhồi nhân sâm hầm với tổ yến thôi mà cũng làm không xong nữa. Vậy thì cô có thể làm được cái chuyện gì đây? Mau dọn đồ ra khỏi nhà, nhà này không có thứ còn dầu vô dụng như cô. Đi, đi ngay, đi khuất mắt tôi. Mẹ ơi, con biết là nữ công nữ chấm cho con có không có được tốt, khiến cho mẹ không có được hài lòng. Nhưng mà mẹ ơi, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Khi nói ai, hãy thử đặt mình trong hoàn cảnh của người đó. Hoàn cảnh tạo nên tính cách của con người. Người được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên, làm sao không biến nhát, ý lại. Người phải mưu sinh từ nhỏ, khi trưởng thành, chắc chắn sẽ chững chạc hơn. Cô đừng có xảo biện, hoàn cảnh thì cũng như môi trường, sống trong môi trường nào thì sẽ có những người tương thích. Gần mực thì đèn, gần đèn thì sáng, hoàn cảnh chỉ quyết định một phần, phần còn lại là do người trong cuộc quyết định, và còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng nữa. Thôi, cô mạo cút khỏi đây đi, đi ngay. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng có đuổi con, mẹ. Do diễn tiến của bộ phim quá bi đát, chúng tôi xin dừng bộ phim tại đây để không gây những xúc cảm quá lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị ở những bộ phim sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Điều 5. Người rất đông, quan điểm rất đa dạng. Người rất đông. Người rất đông. Mỗi người một suy nghĩ. Mỗi người một suy nghĩ. Mỗi người một quan điểm. Mỗi người một quan điểm. Phiền phức có thể đến từ quan điểm của người khác. Phiền phức có thể đến từ quan điểm của người khác. Phiền phức có thể đến từ quan điểm của người khác. Hạnh phúc hay không là do quan điểm của mình. Hạnh phúc hay không là do quan điểm của mình. Mỗi người có quyền giữ quan điểm của mình nếu thấy không cần thay đổi. Mỗi người có quyền giữ quan điểm của mình nếu thấy không cần thay đổi. Mỗi người có quyền giữ quan điểm của mình nếu thấy không cần thay đổi. Kết lại bài viết này, xin chúc các bạn hạnh phúc với chính quan điểm của các bạn.
bye.